Em đang quay bóng đẹp tiếp đất luôn em ơi, quá đẹp luôn, quá chát luôn, F4 nha anh em, đẹp hết chỗ trên luôn. Quay vòng cho anh em coi, năm con nào cũng đẹp lắm em, ít có khi nào về đều đẹp dữ lắm. Đây từng con cho anh em coi luôn. Cái nào về đẹp lắm anh em. Khá nè. Con này là coi như rửa ra chắc đẹp, tại mình chưa có thời gian rửa. F4 nhân ma, 4 ngựa chảy nước rất là đẹp. Anh em coi con này nha. Con này còn xanh dờn luôn em ơi. Cò đồng xanh dờn luôn nè. Cô bọng rồi nè. Này rửa đẹp lắm nè. Trọng bánh chế nó còn xanh luôn nè anh em. Chứ nó còn mã số mà như nó chưa chạy nhiêu luôn nè. Nó còn mã số luôn nè anh em. Đây quay rồi ghi đồ còn luôn. Còn xanh dần luôn. Anh em nào có nhu cầu alo nè 0886356707. Đây quay ghi đồ còn luôn ngon à. Khá đẹp anh em ơi. Quá đẹp luôn nè, về nhức nách luôn nè. Chiều anh rảnh thích chạy cho anh em coi, chưa có thời gian. Đây đây con thứ hai khá đẹp luôn em ơi, chớn đục xanh hết trơn nè anh em. Nó là con sớm là sinh dần luôn, hơi thở nó kỳ kỳ vậy nè. Chạy đó chưa có thời gian làm thôi. Con này còn khá đẹp nữa nè. Hơi luôn, ăn luôn. Đó. Con này còn đẹp lắm. Quá đẹp anh em ơi. Ít khi nào lô nào về được đẹp đều chứ. Anh em nào có nhu cầu alo nha 0886356707. Đẹp con em ơi. Con này nước sơn còn môi xanh dần, giờ nó ao vô bỏng còn xanh luôn. Quá trời đẹp. Chiều rảnh rảnh test thử chạy cho anh em coi nha. Anh em nào có nhu cầu alo 0886356707. Quá trời, con xanh dần luôn. Mày rửa đẹp lắm nè con. Có nhu cầu alo nha, con này thì khỏi phải bàn rồi.
rảnh test cho anh em nghe nha. Anh em nào có nhu cầu alo 0886356707. Máy máy là nhỏ, nhỏ gọn nha, bà con bơm nước là ok luôn nè. Nhẹ nhàng dễ xách luôn. Mới cái này biết nào hư. Đó là bên Nhật ít xài nè. Còn mới nè. Chung hàng Nhật cũng nào cũng bền, nhưng quan trọng là bền nó xài nhiều thì mình xài được ít, còn nó xài ít thì mình xài nhiều thôi. Con này nó xài bền rất ít. Từ năm 1967 tới 65, 67 giờ mà còn nguyên luôn bà con. Khá đẹp luôn. Giờ này rửa lên cái nó sướng lắm. Nhìn sướng mắt luôn. Đây. Quá đã. Dơn luôn. Giờ chưa khó chùi rửa mấy cái kẻ này vô cái nó đẹp lắm bà con ơi. Anh em nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Bốn nước hàng đẹp không à, quay vòng con đẹp để cho anh em coi nha. Anh em nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Đây ga 85 luôn, ga 150 luôn, hai máy luôn, khá đẹp luôn. Con này thì nãy thích chạy thử rồi đó. Anh em nào có nhu cầu thì alo 0886356707. Chào anh em.